Xin chào mọi người, giới thiệu tới mọi người đây là sản phẩm củ cải khô nhà em đang bán mọi người nhé. 1 kg củ cải khô thì đang có giá là 100.000 đồng, sẽ gồm 2 gói như thế này. Đấy, mỗi gói như thế này là 0,5 kg. Với cái sản phẩm củ cải khô này thì chúng ta có thể chế biến được rất là nhiều món, như là chúng ta có thể là sử dụng củ cải khô xào thịt lợn, thịt bò, xào lòng gà, xào miến, hay là chúng ta có thể dùng củ cải khô để kho thịt hoặc là làm nộm và nhiều cái món ngon khác nữa. Thì củ cải thì chúng ta khi mà trước khi mà dùng thì mọi người chúng ta sẽ dùng cái củ cải này để ngâm với nước trước 5 đến 7 phút trước khi mà chúng ta chế biến mọi người nhé. Khi mà cái củ cải mình ngâm với nước thì nó sẽ mềm và nó sẽ nở ra to hơn ạ. Đây là cái củ cải khô mọi người này. Wow, đấy, cái củ cải thì sẽ được cắt thành miếng mỏng và nó sẽ xé chia thành từng cái sợi như thế này nhá mọi người nhá. Đấy, phơi khô lên thì khi mà mình dùng thì mình sẽ mang cái này mình đi mình ngâm nước nhá mọi người nhá. Đấy, mình ngâm nước. Đấy, mình sẽ mang cái này ngâm nước. Với cái món củ cải khô này khi mà mình nấu lên thì ăn nó sẽ giòn nhá mọi người nhá, giòn khá là ngọt và tùy vào từng món ăn và sở thích của từng người. Mình thích ăn nhiều củ cải hay ít củ cải thì mình cân đối cái lượng củ cải để chúng ta sử dụng cho nó phù hợp với cái món ăn mà mình dùng mọi người nhá. Thì thường với một lần mà mình xào củ cải này thì mọi người có thể sử dụng, mình cứ áng chừng cái lượng vừa đủ, nhưng có thể mình sử dụng từ 70 đến 100 g củ cải khô. Đấy, tùy vào cái lượng thức ăn và tùy vào cái nhu cầu mình thích ăn nhiều hay ăn ít ấy. Đấy, thì hoặc là chúng ta với một cái gói 5 lạng này mình có thể chia làm khoảng 5 đến 7 lần dùng, hoặc là có thể nhiều hơn hoặc ít hơn, đấy là tùy vào mình sử dụng cho cái nhu cầu mình, nhà ít người hay là nhiều người. Củ cải khô thì mọi người rất là dễ bảo quản thôi. Mọi người cái này thì mình cứ để ở trong túi này và để ở nơi khô thoáng, hoặc là mọi người có thể cất vào ngăn mát tủ lạnh, buộc kín và cất vào ngăn mát tủ lạnh mọi người nhé. Đấy, rất là tiện bảo quản mà giá thành thì ra là cũng khá là rẻ, 50.000 một túi này. Một túi này mọi người cứ tính trung bình là 5 lần. Mọi người dùng được 5 lần tức là 10 lần 10.000, tức là chỉ 10.000 một lần thôi mà chúng ta cái xào mình có thể dùng được với rất là nhiều cái món ăn mà rất là tiện sử dụng nhé. Mọi người có thể xào củ cải không được mà. Đấy, mọi người có thể xào củ cải không cũng được nhá. Đấy, thì củ cải khô giá bên em đang bán là 100.000 đồng 1 kg 2 gói như thế này. 100.000 đồng 1 kg 2 gói như thế này. Mọi người quan tâm mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho bên em theo số điện thoại là 0868184777. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin, nhắn Zalo cho bên em đều được. Sản phẩm thì bên em ship code toàn quốc. Mọi người nhận hàng sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ngoài cái sản phẩm củ cải khô này thì bên em còn có bán nhiều loại trà, thảo dược, đồ ngâm rượu và đặc sản Tây Bắc khác. Mọi người đăng ký kênh để xem thêm các cái sản phẩm khác của bên em nhé.